mình là Nguyễn Duy Kha. Bạn có thể tìm mình trên Google với tên là Nguyễn Duy Kha hoặc Thạc sĩ Nguyễn Duy Kha. Mình có 20 năm đi làm trong các công ty đa quốc gia tại Việt Nam, những các công ty toàn cầu ở nhiều cái vị trí khác nhau, nhiều cái thị trường khác nhau. Và ngày hôm nay mình đứng đây nói với các bạn không chỉ từ cái kinh nghiệm làm việc qua nhiều vị trí đúc kết trong 20 năm mà cũng dựa trên cái nền tảng cơ sở kiến thức của tích lũy của nhân loại rất là nhiều qua các cái khóa học. Thì mình đã tốt nghiệp thạc sĩ quản trị chiến lược tại Pháp, thì mình tổng hợp giữa kinh nghiệm của mình và là cái những cái học hỏi được để mà chúng ta chia sẻ với nhau để hiểu biết nhau hơn và hiểu biết phải làm thế nào trong cái khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng. Thì các bạn được lợi ích gì sau khi học lớp này? Tức là các bạn sẽ được, thứ nhất là biết thương hiệu cá nhân là gì, ngoài các thương hiệu những hàng hóa, và xây dựng nó như thế nào và làm sao để mà mình nổi trội hơn người khác. Và các bạn có thể áp dụng được không? Các bạn có thể áp dụng được rất nhanh chóng, bởi vì sao? Chúng ta chỉ cần biết phương pháp áp dụng và chúng ta có thể áp dụng ngay với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, với mọi người xung quanh, với cái lộ trình và các bước như là hiểu cái thương hiệu là như thế nào và thương hiệu cá nhân khác thương hiệu hàng hóa như thế nào, các bước xây dựng nó ra làm sao và kế hoạch hành động như thế nào. Thì sau khi khóa học này các bạn sẽ biết xây dựng làm sao để mình nổi trội hơn người khác, và như vậy mình sẽ có cơ hội thành công nhiều hơn trong cuộc sống. Lớp học này của chúng ta là lớp xây dựng thương hiệu cá nhân trong thế giới phẳng, và các bạn có thể học được tại unica.vn.